Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và công tác tại một trường đại học tại Mỹ. Thời gian gần đây rất nhiều bạn nhắn tin và email hỏi mình cách để ghi chép bài giảng trong cái quá trình học online trên Zoom hoặc trên các ứng dụng công nghệ khác. Mình rất hiểu cái quan tâm này bởi vì là bản thân mình năm nay khi mình đi dạy học ở Mỹ, mình cũng dạy online hoặc là mình dạy các khóa mà nó gọi là hybrid, tức là vừa online và vừa dạy trực tiếp. Do vậy là mình cảm thấy cái việc để cho sinh viên, học viên làm quen với việc ghi chép online, bài giảng online, nó là một cái kỹ năng rất là quan trọng. Đồng hành với mình trong video này là Notion, ứng dụng ghi chép mình thích nhất trong những năm trở lại đây. Và mình đã từng làm một video nói rất là cụ thể các cái cách sử dụng Notion. Tuy nhiên trong video này mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn những cái tính năng của Notion, những cái cách mà mình sử dụng Notion để ghi chép khi đang học online. Trước hết, một số quy tắc của mình để ghi chép hiệu quả. Thứ nhất, không ghi tất cả mọi thứ mà ghi có chọn lọc. Thứ hai, chỉ ghi những ý quan trọng nhất. Thứ ba, tập trung ghi những ý mà chỉ có trong bài giảng. Thứ tư, ghi lại tư duy của mình khi học, đây là điều quan trọng nhất. Đầu tiên, để có thể ghi chép được hiệu quả, mình phải có sự sắp xếp cái setup của mình một cách tối ưu nhất. Đối với mình ấy, nếu mà tiện nhất ấy, là các bạn có một màn hình thứ hai, mình có thể để cái phần video bài giảng của giáo viên ở lên cái màn hình thứ hai và mình ghi chép ở trên máy tính của mình thì mình sẽ nhìn rất là rõ và mình đối chiếu với cái bài giảng của giáo viên nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên, nếu mà các bạn chỉ có một máy tính thì bạn có thể chia đôi màn hình. Một màn hình bạn để phần bài giảng của giáo viên, một màn hình bạn để Notion. Thì như vậy thì mình có thể vừa xem được bài giảng của giảng viên, lại vừa có thể ghi chép được song song, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nếu các bạn cứ phải chuyển qua màn hình, chuyển đi chuyển lại nó rất là khó. Lời khuyên đầu tiên cho việc sử dụng Notion một cách hiệu quả đấy là bắt đầu với template. Template là những cái mô hình sẵn người ta đã làm sẵn cho bạn ở trong Notion. Đây là hình ảnh Notion của mình và để bắt đầu sử dụng với template, bạn chỉ cần ấn vào Add a page và bạn có thể vào template. Template thì riêng cái phần dành cho student là dành cho học sinh ấy, nó có rất rất nhiều template hay. Ví dụ cái gọi là class notes này nó có rất là nhiều cái template cho những cái môn học. Ví dụ như bạn có thể sử dụng cái template này để ghi chú những cái tên môn học này, thể loại này, rồi mình có thể gắn những cái tài liệu học nữa vào, cũng như là cái thời gian mà mình ghi chép bài giảng. Ví dụ mình vào cái lớp đầu tiên là lớp Math 630 này, mình có thể thấy ở đây là người ta đã có sẵn cái template, có cái tên bài học này, rồi là lớp này, rồi có cả tài liệu gắn kèm thì bạn có thể thêm và bạn chỉ cần mang cái tài liệu của mình vào, ví dụ, và nó sẽ tải ngay trực tiếp với Notion. Đây chính là điểm thuận tiện nhất của Notion bởi vì nó cho phép bạn có thể để tất cả mọi thông tin cùng trên một trang. Ngoài ra trên template này cũng có cái phần review rất là tiện, tức là nếu mà bạn đã ôn lại bài thì mình sẽ click review cùng cái checkbox này, rất là tiện. Trong trường hợp đây là một trong những cái bài giảng bạn đã nghe rồi mà bạn muốn ẩn đi để ghi tiếp những cái bài giảng khác thì bạn có thể sử dụng một trong những cái tool mà mình thích nhất ở trên Notion, đấy là Toggle. Bạn sử dụng Toggle và bạn có thể ghi cái ngày bài giảng, ví dụ như là ngày 28 tháng 9 năm 2021 chẳng hạn. Thì bạn có thể sử dụng cái Toggle này và bạn highlight tất cả cái phần text và di chuyển nó vào bên trong này để giấu nó đi. Đó, thế là nó toàn bộ cái nội dung đã được giấu ở trong cái Toggle này. Nếu bạn muốn xem thì bạn chỉ cần ấn vào cái dấu mũi tên này và xem cái phần dưới. Như vậy, ví dụ như là ngày hôm sau mà mình có cái bài giảng thứ hai mình nghe, ví dụ là ngày 30 tháng 9 năm 2021 chẳng hạn, thì mình sẽ tiếp tục ghi bài giảng mới ở đây. Đó. Thì như vậy là mình không bị quá tải khi mà nhìn thấy tất cả mọi cái ghi chú của mình ở trong cùng một trang. Cũng chính vì tính năng tối giản này mình rất là thích ở Notion, bởi vì là bạn hãy tưởng tượng, ví dụ như bạn khi chép ở trong một cuốn sổ chẳng hạn, thì ví dụ sang trang ấy thì bạn không phải nhìn cái trang kế, nhưng mà nếu mà bạn khi chép ở trên một cái Word document chẳng hạn, hay là bạn ghi chép ở trên Google Doc chẳng hạn, thì những cái ghi chép của mình sẽ phải đi xuống dưới rất là nhiều, hoặc là bạn sẽ phải tạo ra một cái tab nữa hoặc là tạo ra một cái document nữa để ghi cái nội dung của mình, thì nó rất là khó để tìm lại cái bài vở và nó không, tất cả nó không cùng một chỗ ấy, nó rất là bất tiện và nó dễ là quên, rồi là khó cho mình ôn tập và nó còn rất nhiều cái hệ lụy sau này. Vì vậy mình thấy cái phương pháp này nó không chỉ giúp cho mình sắp xếp cái nội dung, sắp xếp được bài giảng tốt hơn, mà nó còn giúp cho mình có cái nhìn thoải mái hơn, nó không bị quá là rối mắt.
Ngoài ra Notion còn có rất nhiều cái template khác, ví dụ như cái template về Cornell Note System này. Nếu các bạn đã từng xem cái video trước của mình về cách ghi chép thì mình tự tạo ra một cái phương pháp ghi chép riêng, chia đôi vở hoặc là chia đôi màn hình ra làm hai, thứ nhất một bên thì ghi cái bài giảng hoặc là ghi những cái nội dung của sách vở, của giáo viên, của tác giả, một bên thì ghi lại cái suy nghĩ của mình qua bài giảng, câu hỏi mình có với bài giảng, như kiểu một cách mình tương tác, mình vận dụng trí não ngay trong lúc mà mình nghe giảng. Thì mình rất là thích cái phương pháp này, và rất nhiều người nói rằng cái phương pháp của mình gần với phương pháp Cornell này. Thì ở trong cái template này họ đã xây dựng cho bạn rất là cụ thể, bạn chỉ cần theo để có thể xây dựng theo cái phương pháp Cornell, cũng như là họ giải thích cho bạn phương pháp này là như thế nào. Đó, các bạn có thể xem ví dụ. Về cơ bản cái phương pháp này nó hướng dẫn bạn là không chỉ ghi một cách thụ động, mà nó hướng dẫn bạn để có thể ghi bằng cách là bạn đặt câu hỏi, rồi là bạn nốt những cái ý quan trọng, rồi bạn tóm tắt lại. Thì mình thấy là nếu mà các bạn thích cái phương pháp ghi chép theo Cornell thì đây là một cái template rất là tốt. Ngoài ra còn rất nhiều template khác nữa dành cho các bạn học sinh sinh viên, ví dụ như là template về việc đọc chẳng hạn. Đó, là template dành cho những bạn nào đang viết thesis, tức là viết bài luận, để ghi lại những cái nội dung, cái topic mà bạn đang tìm kiếm này, hay là những cái nguồn tài liệu bạn đang tham khảo, hay là những cái timeline, deadline mà bạn cần phải làm để hoàn thành cái thesis của mình. Thì có rất nhiều cái template hay ở trong cái phần dành riêng cho học sinh sinh viên này, cái phần dành cho students này. Thì mình nghĩ rằng là các bạn rất nên tận dụng nếu các bạn là sinh viên. Thực ra bây giờ thì mình không còn là sinh viên nữa, nhưng mà nếu mà các bạn để ý đến cái note của mình á, thì mình cũng học theo template của Notion rất là nhiều. Mình ghi chép những cái bài giảng mà mình học được online về những cái phát triển bản thân, làm việc hiệu quả. Đây là một trong những cái ví dụ về những cái ghi chép của mình. Lời khuyên tiếp theo là tận dụng cái tính năng đính kèm của Notion để làm cho cái phần ghi của mình được sinh động hơn, hiệu quả hơn. Ví dụ như khi mình ghi bài trên lớp ấy, ví dụ mình ghi bằng vở bút giấy thì nó rất là khó để ví dụ như là mình muốn ghi chép lại một cái công thức chẳng hạn mà giáo viên ghi trên lớp thì mình phải ghi rất là nhanh. Hay là ví dụ như là cái slide của thầy mà trôi đi về cái nội dung mà quan trọng ấy, thì mình cũng sẽ phải tìm cách mình ghi lại. Nhưng mà đối với Notion thì rất là dễ. Trong trường hợp ví dụ bạn ghi online thì bạn chỉ cần chụp hình lại cái màn hình của giảng viên chẳng hạn. Và bạn chỉ cần để cái phần chụp hình screenshot đấy vào trong Notion là nó đã có cái nội dung của bạn rồi. Ngay cả ví dụ như là thầy cô giáo yêu cầu bạn làm bài tập chẳng hạn, thì bạn cũng có thể làm bài tập ngay trên Notion. Hoặc là ví dụ như bạn cần phải viết những công thức phức tạp mà Notion khá là khó để bạn có thể đánh máy, thì bạn không quen á, thì bạn cũng có thể làm ở trên giấy và chụp hình lại và sau đó đưa cái hình đấy lên trên Notion. Như vậy bạn vừa kết hợp làm trên giấy, bạn lại vừa có thể lưu lại cái bài tập của mình ở trên Notion. Như vậy khi bạn ôn bài thì bạn chỉ cần xem một cái trang của Notion thôi, chứ bạn không cần phải xem lại trên vừa vở lại vừa Notion nữa. Thì mình thấy là nó rất là tiện. Ngoài ra trên Notion bạn cũng có thể chèn rất là dễ dàng cái đường link từ những cái chương trình hoặc là những cái trang web khác. Ví dụ như là mình có một cái file làm trên Google Doc này chẳng hạn, thì mình chỉ cần copy paste cái đường link vào Notion. Như vậy thì khi mà mình chỉ cần ấn vào đường link, mình có thể mở ra để mình làm việc ở trên cái file đó. Vì vậy tất cả những nội dung nào mà bạn có thể chụp hình lại, có đường link này, hay là tạo ra, viết ra, bạn đều có thể sắp xếp được trên Notion. Nó thực sự là như là truyền thông đa phương tiện ấy, nó làm cho cái việc học, việc làm giáo dục nó được dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi chép online thậm chí nó còn tạo cho mình nhiều lợi thế hơn để có thể sắp xếp bài giảng một cách sáng tạo hơn, quy củ hơn, và nó kích thích cái trí tưởng tượng, cái sự sáng tạo của mình nhiều hơn là khi mà mình ghi chép ở trên vở, ghi bằng bút, bởi vì không phải ai cũng có năng khiếu hoạt họa để có thể vẽ, để có thể viết một cách đẹp đẽ. Nhưng mà đối với Notion hay đối với bất kỳ một cái chương trình nào mà ghi chép online thì bạn hoàn toàn có thể thêm, ví dụ như là mình ghi ở trong cái bài giảng này thì mình có những cái emoji để làm cho cái câu hỏi hoặc cả cái đề mục nó được rõ ràng hơn. Mình cũng có thể highlight ở đây và đổi màu cho cái phần tiêu đề của mình được đẹp hơn. Ví dụ như mình muốn đổi sang màu xanh chẳng hạn. Và ví dụ như là trong cái quá trình mình viết, mà ví dụ như cái có một cái câu hỏi nào đấy mà mình quan tâm, thì mình cũng có thể highlight nó tốt hơn. Đó. Và một điểm rất đặc biệt của Notion đấy là bạn hoàn toàn có thể biến chuyển một câu thành một đoạn, hay là một câu thành một cái trang riêng.
Ví dụ như là khi mà bạn ghi chép ở trên vở, trên giấy chẳng hạn, thì nếu mà có một cái đoạn nào đấy mà khi mà giảng viên giảng ấy, nó chỉ là một câu thôi, nhưng mà sau đó thầy cô mới phát triển nó ra nhiều ý hơn, thì bạn không còn cái chỗ để viết nữa, bởi vì bạn đã viết ở cái phần dưới rồi. Nhưng mà đối với Notion thì bạn hoàn toàn có thể thêm nội dung vào, bởi vì là bạn đang đánh máy thì nó rất là dễ dàng để có thể thêm nội dung đó. Hoặc là bạn thậm chí có thể chuyển một cái ý nhỏ này sang một cái trang riêng. Thì ở trong cái trang riêng này, bạn có thể ấn vào đây, và đó là một cái trang riêng cho bạn, để bạn có thể thêm tất cả các nội dung mà bạn muốn về cái ý này, cũng như là có thể thêm chèn thêm bảng biểu này, template này, rồi là lịch trình nữa, vân vân. Có rất nhiều thứ thú vị nếu mà mình đổi sang một cái trang riêng. Nếu mà bạn không thích nó là một cái trang riêng nữa, thì mình hoàn toàn cũng có thể quay lại cái ý đó và mình đổi lại thành một cái nội dung bình thường, cái text bình thường đó, thì nó lại trở lại như bình thường. Một điểm mạnh nữa của việc ghi chép online qua Notion đấy là bạn có thể rất là dễ dàng chia sẻ cái nội dung bài tập của mình, cái bài ghi của mình cho người khác. Chẳng hạn như là ví dụ như là hôm nay bạn mình ốm chẳng hạn, và bạn muốn chia sẻ cái phần ghi, cái bản ghi trên lớp của mình cho bạn, hoặc là các bạn cần phải làm việc nhóm, cần phải chia sẻ nốt cho nhau, thì mình chỉ cần nút share và mình nhấn vào đây để cho cái phần link của bạn có thể share được trên web, và mình ấn copy, và sau đó mình chỉ cần gửi cái đường link này đến cho những cái người cần. Thì dùng cái đường link này, các bạn thì có thể, nếu mà các bạn muốn edit thì bạn có thể tạo cái chức năng edit, hoặc nếu mà bạn chỉ muốn những người ta không edit mà chỉ là comment thôi, thì có thể ấn cái nút này. Tức là có rất nhiều cách để mình có thể cộng tác, làm việc nhóm thông qua Notion cùng một cái nội dung mà mình ghi chép bài vở cho riêng mình có thể chia sẻ cho bạn bè, hoặc là mình có thể chia sẻ một phần cái nội dung của mình bằng cách tạo một cái trang riêng như mình vừa hướng dẫn, và chia sẻ riêng cái trang đó cho bạn bè của mình thôi. Và nếu mà mình không muốn chia sẻ nữa thì mình hoàn toàn có thể tắt cái phần chia sẻ đi, và nó hoàn toàn vẫn được sắp xếp ở trong cùng một cái phần ghi của mình. Nó rất là dễ để mình vừa cộng tác với mọi người, lại vừa giữ được cái nội dung cá nhân của mình, và vừa có thể thay đổi được tùy theo ý của mình. Cuối cùng mình chỉ có một lời nhắn gửi là mình biết là cái việc đột ngột mình phải chuyển đổi học online nó khó khăn như thế nào. Bản thân mình vừa là người học, mình cũng vừa là người dạy, mình rất là hiểu cái khó khăn của các bạn khi đang quen học trực tiếp, học với giáo viên giảng trên giảng đường, mình phải chuyển sang học online. Tuy nhiên, chính cái quá trình chuyển đổi này nó cũng sẽ giúp cho mình làm quen với công nghệ tốt hơn. Các bạn cũng sẽ biết thêm những cái công nghệ mà nó sẽ hỗ trợ cho mình ghi chép cái bài giảng tốt hơn, thậm chí còn ưu việt hơn cái việc ghi chép bình thường bằng vở, bằng giấy. Nó cũng có thể cho mình nhiều cơ hội hơn sau này. Mình tin rằng là thậm chí qua đại dịch này thì tương lai cái thói quen mình học online, hay là mình học online, hay là mình ghi chép online này, nó không dừng lại mà nó sẽ tiếp tục phát triển. Công nghệ sẽ tiếp tục phát triển, những thứ như Notion nó sẽ rất là phát triển trong tương lai. Vì vậy các bạn đừng chỉ nghĩ về cái mặt hạn chế của việc học online hay là cái việc chuyển đổi online, hãy nghĩ về mặt tích cực của nó. Nên mình dành thời gian mình học cái công nghệ ngay lúc này, khi mình còn trẻ, mình còn dễ học những cái thông tin mới, thì nó sẽ rất tốt cho mình sau này khi mình trưởng thành, mình có thể áp dụng cái nội dung này, áp dụng cái kỹ năng này vào nhiều mặt khác trong cuộc sống. Mình hy vọng là các bạn thích video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye.